Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Trạch An Trần Hữu Lộc. Truyện ngắn được mang tên Chung Thủy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chị Phụng nắng nắng bàn chân, nước mắt ngấn ngấn ở hai khóe mắt. Hơn 6 tháng nay, cứ ngồi may chừng 1 giờ là bàn chân trái sưng dù lên. Trước nay thì ít thôi, nhưng càng ngày càng to thêm ra và đau rần lên tới tận mông. Cơn đau cứ âm ỉ, nắng nắng liên tục hay có xoa bóp dầu thì đỡ, nhưng bưng một cái gì hơi nặng thì chao ơi. Như có ai bóp mạnh, vuốt lên xuống không ngừng trong các đường gân thớ thịt. Bác sĩ ở phòng khám xã nói là chị bị suy tĩnh mạch, cho toa mua thuốc ngoài, ngày 2 viên, 1 viên 9.000, di chi 18.000 một ngày, thêm một khoản chi. Lại còn cấm không cho chị ngồi và bắt đêm ngủ phải kê chân lên cao. Cả hai đều khó thực hiện, chị thì chỉ nằm nghiêng mới ngủ được, còn không ngồi may thì không làm sao kiếm tiền nuôi thân, nuôi thằng con trai 8 tuổi và anh chồng tự nhiên trở chứng. Đang yên đang lành, 8 năm nay anh Tăng ít nói, ít phô trương, nhưng chăm chỉ ăn làm. Hôm Tết, nói là đi Sài Gòn thăm bạn bè ngày xưa một chuyến kẻo lâu không gặp. Anh về, mang theo một cái điện thoại di động. Cứ đêm đến là ra sân ngồi, nói chuyện miệt mài với ai đó không biết. Nhiều đêm gió lạnh, trời đơn dương lạnh mà cứ để cửa tận 2 giờ sáng chờ anh. Mấy luống bắp cải, bắp su, coi như hoang phế. Hôm tháng sau, anh lại vô Sài Gòn, không xin tiền xe, chị Phụng thấy lạ bèn xem lại chính chỉ vàng tằn tiện lâu nay. Trước ngày gặp anh, thì ôi thôi, mất đi đâu 4 chỉ. Hơn 1 tháng anh về, cũng chẳng nói chẳng phô chi về chuyện đi đâu, làm gì và mấy chỉ vàng còn hay hết. Đêm đêm vẫn chiếc điện thoại khư khư chờ, anh ôm mền, trải tấm chăn ở ngoài phòng ngủ, ngủ riêng. Một hôm chị lén nghe thử anh nói chuyện gì với ai, nhưng tiếng được tiếng mất. Gì mà đám cưới, đăng ký, hồ sơ, hình ảnh. 9 tháng nay như vậy, chị cũng quá ngao ngán nên bỏ cuộc không thèm nghe thêm làm chi cho mệt. Nhưng trong lòng thì cứ đau đau xót xót, nghĩ tới cái chuyện anh Tăng phụ tình, ráp tâm bỏ mẹ con chị. Lâu nay anh vốn ít nói nhưng vui vẻ, giờ thì lầm lì, cọc cằn đến dữ tợn. Hơn 8 năm trước, cái xóm này xuất hiện một gã đàn ông, ngày làm thuê cho bà con trong xóm, tối về ngủ nhờ bên nhà bác Phương. Ít nói ít phô, làm thì chăm chỉ, tuy có hơi đen nhưng cũng dễ nhịn. Lâu lâu nhà chỉ có việc, cũng nhờ anh ấy làm cho. Công cán người ta sao, chỉ vậy, chỉ khác là có thêm bữa lỡ, khi mấy củ khoai, khi nhánh chuối, có khi dăm cái bánh cuốn nếu sáng đó chị lên phố giao hàng may. Ai cũng bảo chị trúng số. Từ ngày mẹ mất, chị không ưng ai mà cũng chẳng có ai để ưng. Ngày ngồi miệt mài may, nhận hàng từ trên đơn dương, ăn tiệc gia công, không đi đâu mà cũng không buồn tiếp xúc với ai. Tuổi thanh xuân của chị dành hết cho cha mẹ. Khi họ mất thì chị cũng đã quen với cảnh cô độc đơn chiếc. Cái ngày mẹ chị đi viện, không biết là may hay rủi nữa, cái gã đàn ông ấy cõng mẹ chị từ trên nhà xuống bến xe, rồi theo về bệnh viện. Cũng chẳng có ai thân thích, chị như đỡ được một phần lúng túng. Mua tô cháo, khúc bánh mì, anh ta chạy giúp. Lành bệnh, mẹ chị thấy anh Tăng này cũng hiền. Có lẽ cũng có nghĩ đến ngày mai mình mất đi thì con gái thành côi cút, nên khuyên nhủ chị. Mẹ nói hay à, biết người ta ra sao mà ưng. Cha mẹ chị gốc người ngoài Trung, vào Đà Lạt làm ăn, sau năm 75 lại tìm về đơn dương mua một miếng đất, rồi tháng ngày qua đi trong nghèo nàn, cũng như bà con trong cái xóm nhỏ này.
hôm giỗ mẹ, bà con tuy nghèo nhưng có tình, tới thắp nhang cho cha mẹ chị cũng đông đủ, có cả anh Tăng. Chiều chị ra mộ về, thấy anh Tăng còn lúi húi dọn mấy cái bàn, còn mấy lít rượu, chị gom hết đưa cho anh. Anh Tăng này, nhà không có ai uống rượu, anh đem về bên bác Phương mà uống. À, tôi ngồi đây uống không được à Phụng? Thì cũng được, nhưng mà tối anh cũng phải về bên bác Phương. Giờ chưa có tối mà. Thôi thì cũng được, chị xuống làm cho anh đĩa đồ nhắm, cũng su hào với mấy lát thịt còn lại của bữa giỗ. Anh Tăng trầm ngâm nhìn xuống đồi, chị định dỡ nắp máy ngồi dạo mây. Trong nhà có việc, nghỉ một ngày có chết đi đâu mà gấp gáp thế. Chị đẩy nắp lại, hơi chút ngạc nhiên là hôm nay sao tay này chịu nói. Chiều rồi tối xuống nhanh trên ngọn đồi. Anh Tăng vẫn ngồi nhâm nhi, nhiều lần chị muốn nói, muốn nhắc tay này về, nhưng lại thấy ngại ngại. Thôi thì hết dĩa mồi rồi nói. Chị bật ngọn đèn điện, đêm xuống nhanh, chị tới bên anh Tăng định nhắc. Bất ngờ, anh nắm bàn tay chị. Anh này, giật cả mình à, thả ra mau. Phụng, cho anh ngủ lại với Phụng đi. Anh muốn chết à, cả xóm người ta biết thì... Cho họ biết cũng được, anh thương Phụng thiệt mà. Nói xong câu nói, tay anh đã choàng qua eo rồi đứng lên, kéo ghì chị vào sát rạc. Bao lâu nay, chưa có bàn tay nào đụng chạm vào tấm thân đã hơi quá xuân thị của Phụng. Chị thấy là lạ và nóng lên, không biết phải làm gì. Người chị càng nóng hơn khi nhớ đến cái lần tình cờ thấy anh Tăng đứng tắm nơi giếng nước. Đêm ấy, chị cứ mường tượng cái thân thể rám đen và khỏe mạnh ấy mà khó ngủ. Anh Tăng ôm mạnh hơn, rồi bất ngờ đặt môi lên môi chị. Mùi rượu làm chị khó chịu nên nghiêng đầu tránh. Anh Tăng càng ôm chặt hơn, chị bắt đầu run nhẹ nhẹ. Anh dìu chị vào phòng, chị đi như trong cơn mộng du. Lưng chị cảm thấy êm nhờ tấm nệm ấm, người chị như hơ trên lửa, tim chị đập thình thịch. Một cảm giác buốt đau làm chị nắm chặt hai tay, nghiến răng rồi buông dần, rồi níu lấy bờ vai anh Tăng. Chị liệm đi trong khoái cảm tột cùng chưa bao giờ nếm trải, theo tiếng thở dồn dập của anh Tăng. Đêm đó và nhiều đêm sau, rồi cuối cùng thì anh Tăng về ở hẳn với chị, không cần lễ lạc, giấy tờ kết hôn. Thằng con trai ra đời. Anh Tăng ngồi chờ thằng bạn thân, trước đây cũng trung đội, là lính nhảy dù, nhiều phen vào sinh ra tử làm họ thân nhau. Những ngày cuối của cuộc chiến, năm 75, Sơn, thằng bạn thân của Tăng bị một mảnh pháo vào bụng, máu lên láng. Tăng băng cho bạn bằng miếng băng cá nhân trên nón sắt, rồi ôm cây M16 ngồi chờ. May quá, một chiếc Dodge chạy qua, gửi được Sơn lên chiếc xe chật ních người. Tăng lững thững đi bộ tiếp, mà cũng không biết đi về đâu. Chuyến đi tìm bạn cũng chỉ là cầu may, mà may thật. Sơn vẫn ở trong căn nhà cũ của cha mẹ trước năm 75, khác là nay có thêm một cô vợ và hai đứa con. Sơn chạy thẳng xe vô nhà vì nghe vợ báo tin có anh Tăng nào đó, bạn cũ của anh đang đợi. Trời đất ơi mày ơi, trời đất ơi mày, chết đi đâu vậy hả? Một trận nhậu linh đình, toàn rượu tay. Kiếm đâu ra cái củ quý này vậy mày? Tăng hỏi. Con em tao nó mang về, thằng chồng nó đang khỏe mạnh, 3 năm trước lăn ra đột quỵ. Bên ấy sống một thân một mình với đứa con 11 tuổi thật khó khăn, tội nó quá. Uống đi mày. Cuộc rượu gần tàn, cả hai ngà say thì cô em của Sơn về cùng bé gái. Tăng thấy quen quen vì hồi trước có lần về nhà Sơn, lúc ấy cô em còn quá nhỏ. Tăng muốn kiếm chỗ nằm, nhưng Sơn lại kéo cô em lại rồi giới thiệu với Tăng. Đêm sau cũng lại nhậu đến gần sáng, có cả cô em cùng ngồi. Mùng 10 Tết cô ấy quay về Mỹ, Tăng cũng lên xe trở lại xóm nghèo ở Đơn Dương với chị Phụng và thằng con. Ngồi trên xe, đầu Tăng lùng bùng, chẳng nghĩ được chuyện gì ra chuyện gì. 6 tháng sau, cô ấy lại về, được báo trước 20 ngày. Anh Tăng mở cái hộp mà lâu nay anh không hề mở, trong cái tủ con. Rồi đây mình trả lại hết, còn nhiều gấp mấy lần cho mẹ con nó. Cái salon chụp hình thật dài,
chỉ với hơn chục kiểu ảnh hai người đứng, quỳ, ngồi theo cách bày vẽ của anh thợ. Vậy mà hôm sau có cả bộ ảnh thật sang trọng, có cả linh mục làm phép và tiệc tùng linh đình. Cô dâu là em gái Sang, chú rể là anh Tăng. Anh lại về đơn dương chờ đi phỏng vấn. Cô ấy bảo vậy, lại cũng 6 tháng. Sáng nay, chị Phụng đi đơn dương giao hàng may. Anh lật đật tìm cái hộp, nhưng không còn ở chỗ cũ. May mà còn có túi tiền, không nhiều, nhưng cũng đủ cho anh vô Sài Gòn. Có gì Sơn lo mà. Tần ngần một lát, anh lấy tờ giấy và ngồi viết chị, ngoằn mấy chữ. Tôi đi xa, lâu mới về, đừng tìm. Hai người đi qua người bảo vệ một quán. Trước khi vào một căn phòng, cô ấy hỏi, anh nhớ những gì em dặn rồi chứ? Ừ, nhớ rồi. Chiếc phòng rộng quá rộng, rộng và mát đến nỗi lạnh lẽo làm tăng rụt rè và hơi sợ. Một phụ nữ da đen trạc 40 tuổi với hàm răng trắng, nhoẻn miệng cười làm tăng bớt lo lắng. Tiếng Việt nói bập bẹ nhưng cũng khá rõ ràng. Anh và chị quen nhau lâu chưa? Hơn 25 năm rồi, thưa bà. Sao anh không chịu lập gia đình? Tôi không làm sao quên cô ấy được. Anh không nghĩ là cô ấy lấy chồng và quên anh rồi sao? Mà tôi vẫn chờ. Người phụ nữ nhìn vào hồ sơ và mấy tấm ảnh mỉm cười. Gương mặt xương xẩu, sạm đen của người đàn ông trước mặt như thuyết phục được người phụ nữ làm công việc phỏng vấn. Bất ngờ đứng dậy, bà đến nơi hàng ghế cô ấy đang ngồi chìa bàn tay. Chúc mừng bà có một người đàn ông tốt, một người rất chung thủy. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh cho Khôi nhé. Còn nếu có điều gì thiếu sót, các bạn hãy để lại góp ý. Khôi sẽ cố gắng khắc phục trong những truyện ngắn tiếp theo. Khôi xin cảm ơn.